Xin chào các bạn, hôm nay sẽ giới thiệu các bạn một phiên bản Samsung Galaxy J7 2016 nhưng với một cấu hình là Max Option và giá lại rẻ hơn gần 2 triệu đồng so với hàng chính hãng được bán tại Việt Nam. Và đây là chiếc hộp của máy. Nhìn sơ qua thì máy không có thiết kế khác gì với chiếc hộp Samsung Galaxy J7 được bán tại Việt Nam, ngoại trừ chiếc hộp bên ngoài của máy có logo 4G của nhà mạng và một số chữ chung và không có gì khác biệt. Thì khi các bạn đến với mặt sau thì mặt sau tất cả thông tin đều hiển thị bằng tiếng Trung chứ không phải tiếng Việt như các phiên bản chính hãng tại Việt Nam. Và bây giờ mình sẽ mở hộp ra coi cái phiên bản Samsung Galaxy J7 2016 này có khác gì với hàng chính hãng hay không. Và đầu tiên mình sẽ lấy máy ra khỏi hộp để xem phụ kiện trong máy có bị cắt giảm gì không. Tại thị trường Trung Quốc thường là bị cắt giảm một số phụ kiện. Đầu tiên mình thấy một cuốn nhỏ nhỏ giới thiệu về cái nhà mạng 4G này. Phía trong mở ra như cuốn bí kíp võ công thì có một cái hình Samsung J7 2016. Mình sẽ để qua một bên. Tiếp theo là một cuốn sách hướng dẫn sử dụng bằng tiếng Trung. Không có gì đặc biệt cả. Một cái sợi cáp micro USB. Một viên pin khá là dài, tương tự các dòng Note của Samsung. Với dung lượng là 3300 mAh. Một cái tai nghe, nhưng mà tai nghe này không phải tai nghe in-ear. Khá là mừng là máy vẫn tặng tai nghe cho các bạn trong hộp. Một củ sạc này không phải củ sạc nhanh, nên các bạn muốn sạc nhanh thì các bạn phải mua riêng ở ngoài. Và đó là trọn bộ Samsung Galaxy J7. Và bây giờ mình sẽ lấy máy ra. Máy tổng thể có một thiết kế khá đẹp và các bạn có thể tháo nắp lưng ra. Và nắp lưng này cũng được trang bị chip NFC. Phía trong là một khay cắm thẻ nhớ và hai khay cắm SIM. Là mình nhớ đến cái hồi Samsung Galaxy Note 2 và S3 có một thiết kế bầu như vậy, rất là thích. Và bây giờ mình sẽ lấy pin ra và lắp vô máy. Mình nghĩ với một cái dung lượng pin lớn như vậy thì chiếc Samsung Galaxy J7 6 này có thể đáp ứng cho bạn một ngày trải nghiệm đầy đủ với nhu cầu sử dụng nhiều. Bây giờ sẽ mở máy lên. Điểm có một chút phần trước là máy gồm có camera, logo Samsung, cảm biến, đèn LED, loa thoại. Phía dưới là ba phím điều hướng và một màn hình 5.5 inch, độ phân giải Full HD. Phía sau là một đèn LED kép, camera và loa ngoài, logo Samsung và logo 4G LTE. Cạnh viền của máy thì các bạn thấy ở đây được viền kim loại. Nên viền kim loại này thì mình nói một chút về cái viền kim loại này. Cái viền kim loại này rất giống với cái viền trên chiếc Samsung Galaxy A7 2016, rất là sang trọng. Và cái xung quanh máy cũng được mạ một lớp chrome rất là sáng bóng. Mình thử độ sáng màn hình thì máy cho một độ sáng khá là cao, nên các bạn có thể yên tâm sử dụng ngoài trời. Máy có một màu sắc hiển thị khá là rực rỡ. Và như các bạn đã thấy ở đây, do đến từ thị trường Trung Quốc nên máy dù có sẵn tiếng Việt nhưng vẫn có một số khá là nhiều ứng dụng của nhà mạng bên Trung Quốc cài vào. Nhưng các bạn có thể khắc phục việc này bằng UPROM. Thì tại Vietnam, khi các bạn mua máy thì bên mình sẽ hỗ trợ vấn đề UPROM cũng như là fix các lỗi như cài CS Play thêm vô cho các bạn xài ổn định, nên các bạn có thể yên tâm về vấn đề này. Điểm qua một chút về cái viền mạ chrome màu bạc chạy xung quanh máy cho một cảm giác cao cấp và sang trọng so với con J7 Prime đang bán trên thị trường hiện tại. Và mặt lưng phẩy xước cũng là một điều đáng nổi bật của sản phẩm này, với thiết kế khá là giống các mẫu Asus Zenfone. Và bây giờ mình sẽ thử camera của máy. Camera của máy tổng quan mình thấy cho có một chế độ chụp khá là nhanh. Ngoài chế độ chụp nhanh ra thì máy vẫn có nhiều chế độ bên trong. Và bây giờ mình sẽ xem các chế độ bên trong có gì nhé. Và bên trong có rất nhiều chế độ chụp như chụp tự động, chụp chuyên nghiệp, chụp toàn cảnh HDR. Và bây giờ mình sẽ thử chế độ chụp chuyên nghiệp như thế nào. Thì trong chế độ chụp chuyên nghiệp các bạn sẽ cho được 3 tiêu chỉnh, đó là quang bề lăng, ISO và EV. Tiếc là máy không có hỗ trợ tính năng phơi sáng. Và bây giờ mình sẽ đi vô trong máy coi máy đang chạy hệ điều hành gì. Thì bây giờ các bạn thấy đây, máy đang chạy hệ điều hành Android 5.1.1, khá là cũ rồi, khá là cũ hơn so với cái phiên bản Samsung Galaxy J7 2016 được bán tại Việt Nam, đang chạy Android 6.0. Và chúng ta sẽ xem qua một chút về cấu hình của máy. Thì máy được trang bị con chip Snapdragon 617, nhưng mình không hiểu tại sao là hiện tại mình đo được bằng điểm số CPU Z thì máy lại cho chip Snapdragon 615. Và máy được trang bị 3GB RAM với cái bộ nhớ trong là 16GB, khá là cao.
Giờ mình sẽ xem ảnh chụp của máy lúc nãy là máy cho trong ảnh chụp khá là nét. Các bạn thấy đây, các chi tiết vẫn giữ lại rất là tốt. Tổng thể thì chiếc Samsung Galaxy J7-2016 này có những điểm nổi bật như là một cái màn hình Full HD so với cái màn hình HD, 3GB RAM cùng với con chip Snapdragon ổn định hơn so với con chip Exynos. Và điều quan trọng hơn cả là một mức giá rẻ hơn gần 2 triệu đồng so với hàng chính hãng bán tại Việt Nam. Đặc biệt là máy vẫn hỗ trợ công nghệ 4G, nên các bạn không sợ bị lỗi thời trong thời gian sắp tới khi Việt Nam triển khai mạng 4G. Như vậy là mình đã hoàn thành xong bài mở hộp chiếc Samsung Galaxy J7-2016. Còn bất cứ thông tin gì, các bạn hãy truy cập vào trang web viettablet.com để xem giá bán cũng như là các khuyến mãi đi kèm. Và bây giờ xin chào tạm biệt và hẹn các bạn trong các video lần sau. Bye bye.